mua cũng khá nhiều đồ đó chứ. Bà con của cô chắc cũng nhiều lắm. Nãy giờ nơi mà tôi vừa nói đến có gợi cho anh nhớ điều gì không? Vũng Tàu hả? Đó là nơi mà tôi thất lạc đứa em gái cách đây mười mấy năm. Em gái anh? Ừ. Có phải là bé Ba không hả? Ừ, bé Ba. Cô biết không, đó là cách mà tôi thường hay gọi nó. Thiệt tình là ít khi nào tôi muốn nhắc về em gái của mình lắm. Đó là nỗi đau tôi luôn muốn chôn giấu. À, cô có hay về quê không? Không, đây là lần thứ hai trong vòng mười mấy năm. Cô có vẻ cũng ít về thăm quê quá ha. À, cũng phải thôi, cô ở xa quá mà. Bóng ma? Cô đừng gọi tôi là bóng ma nữa. Tôi tên là Thành Vinh. Xin lỗi, tôi quen miệng. Thành Vinh, anh có nghĩ Mina đã khai thác Nhật Thiên và biết rất rõ về chúng ta không? Chắc chắn là có rồi. Chuyện cô ta tìm tới khách sạn và phòng cô ở là đủ biết cô ta đã nắm rõ cô như thế nào rồi. Tôi nghĩ cô ta không chỉ nắm rõ tôi không đâu, mà có thể cả anh cô ta cũng nắm rõ nữa. Ý của cô là Mina đã phát hiện ra nhà tôi? Đúng vậy. Hôm tôi bị Nhật Thiên bắt cũng ở nhà anh mà. Thành Vinh, đó chỉ là giả sử thôi. Nếu cần chúng ta có thể quay lại thành phố. Chắc là không sao đâu. Có gì tôi sẽ nhờ Quỳnh Hữu qua đó coi. Ừ. Cảnh sát đó. Nè, bình tĩnh đi. Có chuyện gì vậy? Tôi là cảnh sát, yêu cầu cô bước xuống xe. Nè anh kia, sao lúc nào anh cũng bám theo tôi như cái đuôi vậy hả? Cô bị bắt vì có liên quan tới cái chết của Nhật Thi. Người đó chết không liên quan gì đến tôi. Có liên quan hay không, tôi mời cô về sở điều tra thì lúc đó sẽ rõ. Nực cười, chẳng có việc gì phải theo anh về trụ sở đó. Tôi muốn hỏi cô một số chuyện có liên quan tới cái chết của Nhật Thiên thôi. Và tôi cũng biết là cô đang bị người ta truy sát, và chúng tôi cũng muốn bảo vệ cho cô. Cảm ơn, nhưng tôi tự bảo vệ mình được. Ellie, bình tĩnh đi. Nhờ nói với bạn gái hợp tác điều tra với chúng tôi. Tôi chỉ muốn điều tra một vụ án mạng. Nếu thật sự cô ta không có liên quan thì không có gì phải sợ cả. Chắc chắn là tôi không có liên quan tới cái chết của người đó. Nhưng tôi cũng không có việc gì phải theo anh về cái trụ sở đó để điều tra bất cứ việc gì hết. Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ cho cô thôi. Cảm ơn anh. Chúng tôi tự bảo vệ cho nhau được. Giọng nói này. Chứ bỏ đi đâu, đừng có mơ. Ông à, anh đã bị bắt. Đi. Bỏ xuống. Em, ông tôi bắt. Lên xe. Đi.
bánh xe của hắn bị cô bắn lũng, làm sao mà đuổi kịp được? Nếu anh không cản thì không chỉ bánh xe của hắn bị lũng đâu, hắn còn dai hơn đĩa nữa. Cô đừng đem vậy, hãy tiết chế khả năng sát thủ của mình đi. Thành Vinh, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Về nhà tôi. Tôi muốn gặp bé Hiền, dặn dò nó và mẹ nó một số chuyện. Ừ. Nếu không chúng ta sẽ bị lộ hết. Ừ. Nè. Dạ chào quản lý. Anh làm cái gì mà nhìn vô phòng nó dữ vậy? Dạ. Nhớ cô ta lắm rồi phải không? Dạ không. Dạ em đang dọn dẹp phòng. Dạ em đâu có. Dạo này tôi thấy anh có gì khác lắm đó nha. Dạ không có. Em vẫn bình thường. Dạ. Không, khác lắm. Trước đây anh làm việc với một thái độ rất là, tôi nói thiệt nha, hách dịch lắm á. Mà bây giờ thì hết rồi. Chỉ có điều làm việc không có tập trung. Dạ. Sao vậy? Dạ em vẫn vậy. Dạ em không có gì hết á. Dạ thôi để em đi làm. Được rồi, anh làm việc tiếp đi. Dạ. Anh Thiên ơi, sao anh đi sớm quá vậy? Anh hứa sẽ nâng đỡ em mà, sao chưa gì anh đã đi rồi? Tình hình vẫn yên ổn, không có vấn đề gì đâu. Anh vô đồ ra nhanh nha, tôi ở ngoài đây đợi. Ừ. Dạ chào anh. Xin lỗi, anh có phải là Quốc Minh hay không? Tôi là Quốc Minh. Anh là ai? Tôi là cảnh sát. Dạ có gì không anh? Không có gì. Tôi muốn mời anh đi uống cà phê. Trời. Uống cà phê hả? Ừ. Nhưng mà tôi đang làm việc. Không sao đâu, tôi sẽ nói chuyện với quản lý của anh. Dạ anh xuống dưới phòng lễ tân, anh ngồi chờ tôi thay đồ tôi đi liền. Sao tự nhiên công an kiếm mình vậy?
Cô ráng chịu đau một chút nha. Rồi, xong rồi đó. Cảm ơn anh. Cũng may là cô né kịp. Cũng may là có cái kính chiếu hậu của anh. Nếu không thì tôi bị bắn tiêu rồi. Chắc kính chiếu hậu của anh bị bắn bể rồi á. Không sao đâu. Cô không sao là mừng lắm rồi. Cô ta bị dính ớt cay, cũng phải mất vài ngày mới hồi phục được. Tạm thời thì yên ổn, sau đó mình suy tính tiếp. Uống nước đi. Cảm ơn anh. Tiếc là chúng ta chưa lấy được súng của Mina. Nếu lấy được thì chúng ta sẽ yên tâm hơn. Anh có biết khẩu súng tôi đang dùng là ở đâu không? Ở đâu chứ? Ở Việt Nam. Ông chủ đã cho người mang đến cho tôi. Bất cứ lúc nào tôi cần, ông chủ đều cũng cung cấp ngay cho tôi. Anh hiểu chứ? Tôi hiểu rồi. Nếu như chúng ta lấy được súng của Mina thì ngay lập tức cô ta sẽ có được khẩu súng mới, đúng không? Ừ. Đúng ra lúc đó anh không nên cản tôi. Mina là mối nguy hiểm đối với chúng ta. Tôi biết chứ. Cô ta đã phát hiện ra chỗ ở của tôi. Không chỉ là mối nguy hiểm giữa tôi và cô, mà còn cho những người thân của tôi nữa. Nhất là bé Hiền. Vậy thì tại sao anh lại còn cản tôi khử cô ta? Tôi không muốn cô phải giết người. Bàn tay của cô chưa thực sự nhuốm máu. Cô đừng để cho nó phải nhúng chàm. Tuy tôi là dân cướp bóc, nhưng đối với tôi, sinh mạng của một con người luôn luôn quan trọng, cho dù người đó là ai. Nhưng cô ta không đáng để chúng ta phải làm như vậy. Cô ta là một sát thủ, và chúng ta là những con mồi của cô ta. Tôi biết chứ. Nhưng chúng ta còn cách khác. Đưa cô ta vô tù chẳng hạn. Nhưng làm sao có thể làm được điều đó chứ? Tôi tin là cảnh sát Việt Nam đã vào cuộc. Sớm muộn gì thì Mina cũng sẽ bị bắt. Và chúng ta cũng sẽ bị bắt như vậy đúng không? Không. Nếu như có thì chỉ có một mình tôi thôi. Bởi vì đơn giản, cô chưa làm gì phạm tội cả. Tôi sẽ làm tất cả để cô không bị bắt. Nếu cần, tôi sẽ bay về bên Mỹ. Lúc đó sẽ không ai bắt được tôi hết. Cô đừng có ngây thơ như vậy. Nếu như cô đã phạm tội rồi thì dù cô có trốn lên trời cũng sẽ bị bắt. Và lại, nếu như cô trở về Mỹ thì ông chủ của cô sẽ không để cho cô yên đâu. Ah!
Thằng bóng ma khốn kiếp, mày sẽ biết tay tao. Cả con Ellie nữa, tao sẽ cho tụi mày chết hết. Em nghe đây ông chủ. Sao rồi? Kết quả như thế nào rồi? Cô đã gặp thằng bóng ma chưa? Dạ có. Có cả con Ellie nữa. Em đã đấu súng với tụi nó, nhưng mà em thất bại rồi. Cái gì? Cô cũng thất bại sao? Dạ, em đã thất bại. Tụi nó chạy thoát rồi ông chủ à. Sao cô có thể thất bại như vậy được? Tụi nó có người giúp sức hả? Dạ không, chỉ có hai đứa nó. Con nghèo lì bị em bắn nhưng may mắn thoát được. Còn thằng bóng ma, nó quăng bột ớt vô mặt em. Dạ, trong lúc mà em bất cẩn thì nó bỏ chạy. Cô thất bại là vì cô chủ quan, hay là tại vì tụi nó hợp sức lại nên cô không thi thắng? Ông chủ biết là em không bao giờ chủ quan mà. Thôi được rồi, coi như tụi nó đã may mắn. Nhưng cô phải cẩn thận hơn khi hành động. Dạ, em hiểu thưa ông chủ. Tiếc là tôi đang bận giải quyết công việc bên này nên không thể về Việt Nam giúp cô được. Cô hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Dạ rõ, thưa ông chủ. What the matter with you? Are you okay? It's okay. I think that girl's too trash. Chào ba. Ba gọi con có chuyện gì không? Con ngồi đi. Dạ. Vừa xảy ra một vụ bắn nhau. Vụ bắn nhau nào vậy ba? Vụ bắn nhau xảy ra trong khu phố. Tuy không có án mạng nhưng có liên quan đến vụ án chúng ta đang theo dõi. Theo như lời khai của các nhân chứng, một cô gái đã dùng súng, loại đạn đã bắn trong vụ Nhật Thiên, đối với hai người khác. Họ gồm một nam và một nữ. Theo như mô tả thì cô gái đó ngoại hình khá giống với cô gái đã bắn nát cái gối ở khách sạn. Cả hai người kia nữa. Nghĩa là theo suy đoán của ba, bọn họ chính là người trong khách sạn đó. Đúng vậy. Hai vụ xảy ra liên tiếp, không thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Không thể nào. Con vừa mới gặp bọn họ đây mà. Con nói sao? Con vừa gặp bọn họ à? Dạ. Con vừa gặp bọn họ và có đánh nhau với họ. Bọn họ đã bắn lủng bánh xe của con rồi chạy thoát. Đó là cô gái sát thủ và tên bóng ma đó bà. Thiệt à. Bọn trẻ bây giờ ở không, không có chuyện gì làm. Đánh nhau chưa đã, rồi giờ còn bắn súng nữa chứ. Trời ơi, làm tôi dọn muốn chết. Chào Di. Ừ. Cậu là ai? Con là công an. Công an hả? Hồi sáng có mấy cái chú trên phường xuống hỏi tôi khái trơn rồi. Dạ con biết, nhưng con muốn hỏi riêng gì một chút chuyện. Con làm bên cảnh sát điều tra, đây là thẻ ngành của con. Thôi công an thì được rồi. Mời chú ngồi. Dạ cảm ơn dì. Dạ.
Mời cậu. Dạ, cảm ơn dì. Dì sống ở đây một mình hả? Tôi sống ở đây một mình để cho nó qua ngày. Cũng may là cái xóm này tuy nghèo nhưng nặng tình nghĩa. Bà con hàng xóm cũng hay qua hỏi thăm. Có bạn. Con cũng không có nhiều thời gian. Dì cho con hỏi một số chuyện vừa xảy ra. Có chuyện gì cậu cứ hỏi đi, tôi biết, tôi trả lời cho. Con chỉ muốn hỏi là mấy người đó có phải là dân ở đây không gì? Không, họ đâu tới đó, chứ không phải người ở đây. Mà mấy người đó lạ lắm. Có một người á, tôi thấy hơi quen quen, nhưng mà chỉ giống cái dáng thôi. Mấy người đó ở nơi khác tới á, không phải dân ở đây đâu. Ừ. Con nghe kể lại á, là người thanh niên đó đi từ trong hẻm của mình ra. Đó đó, cái người mà tôi thấy quen là cái cậu đó đó. Nhìn rất giống cậu Vinh hàng xóm nhà tôi. Nhưng mà tôi chắc chắn không phải cậu Vinh đâu. Mà cái người thanh niên đó có râu, còn đeo mắt kiếng nữa. Còn cậu Vinh thì không có. Cảm ơn dì. Dì còn nhớ điều gì nữa không? Để tôi nhớ coi. Cái cô gái mà đi theo cái cậu thanh niên đó đó kêu lên một tiếng lạ lắm. Cô gái đó kêu là bóng ma. Bóng ma? Ừ. Chị nghe cô gái kêu vậy hả? Chị nghe rõ chứ? Rõ. Cô gái đó kêu bóng ma rất là to. Rồi xong cái cậu thanh niên mới chạy ra. Cái cô gái kia bắn cậu thanh niên. Trúng vô hũ kẹo của tôi. Văng tung tóe. Tôi sợ quá cái tôi chui xuống bàn này tôi trốn luôn. Dạ, con cảm ơn dì. Nếu mà dì có thêm chi tiết nào á, nhớ báo giùm cho con nghe. Nếu tôi nhớ á, tôi báo cho. Mà mấy cậu á, phải bắt tụi nó sớm sớm nha. Chứ tụi nó lộng hành quá à. Dám chơi cả súng nữa. Dạ, con biết rồi. Cảm ơn dì. Chào dì. Tôi nói đây là nhà của Thành Vinh. Người hơi giống gã thanh niên đó. Không biết Thành Vinh có phải là bóng ma không đây. Mình mong gặp cậu ta càng sớm càng tốt. Đây là bản tin về an ninh trật tự. Trưa nay, trên đường số 1, trước hẻm số 32 thuộc khu vực quận 5, đã có một cuộc đấu súng diễn ra khá dữ dội. Theo nhân chứng thì cuộc đấu súng diễn ra giữa một phụ nữ với hai người thanh niên, một nam và một nữ. Công an đang vào cuộc, và theo như nguồn tin chúng tôi được cung cấp thì công an đã khoanh vùng được các đối tượng và đã lên kế hoạch để truy bắt.
Tôi có mua phở và bánh bông lan cho cô đây. Cảm ơn anh. Cô vô trỏng ngồi đi để tôi làm cho. Để tôi làm cho. Vậy để tôi lấy tô lên. Ăn bánh vậy thì làm sao ăn phở được? Ăn được chứ. Phở là món đặc trưng của Việt Nam mà. Tôi thấy phở rất là ngon. Ngoài phở ra còn rất nhiều các món ăn khác rất là ngon. Khi nào có dịp tôi sẽ đưa cô đi. Anh ăn đi. Cô dùng đi. Ăn phở thì phải thêm chút rau nữa mới ngon. Tôi thấy món ăn Việt Nam rất là nhiều gia vị và chế biến cũng rất là công phu, cầu kỳ nữa. Tôi rất là thích. Quả đúng là như vậy, rất là phong phú. Nhưng mà chỉ tiếc một điều là chưa có quảng bá thật là rộng rãi thôi. Nếu vậy thì anh quảng bá giùm cho ẩm thực Việt Nam đi. Tôi? Ừ. Anh chuyển qua làm nghề đầu bếp rồi mở nhà hàng kinh doanh, như vậy có phải hơn không? Nếu như mà tôi có những năng khiếu đó thì tôi sẵn sàng nghe theo lời đề nghị của cô. Thành Vinh, lát nữa anh kể cho tôi nghe về quá khứ của anh nha. Cô ăn phở trước đi. Anh ăn đi. Cô uống nước đi. Cảm ơn anh. Tôi đã mồ côi từ bé tới giờ. Ba mẹ của tôi đã mất vì ma túy. Tôi và bé ba
em tôi phải sống trong sự đùm bọc của những người hàng xóm. Cho đến một ngày, em tôi đã rời xa tôi và ra đi. Năm tôi khoảng 18 tuổi, tôi đã đi lang thang một cách vô vọng. Một hôm, tôi bị bọn thanh niên nơi tôi đến đã ăn hiếp tôi. Có lẽ bọn họ cho rằng tôi như là một thằng ăn cắp. Nhẫn khôi quá. Ê, dạ. Ai? Vậy mày? À, dạ không, tôi thấy xe đẹp bên tôi ngó. Tôi tính là. Mày. À, ai dạ? Mẹ đây. Ai? 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 Mày. Rồi là bọn chúng đã đánh tôi bầm dập. Vậy tại sao anh không đánh trả? Anh có võ mà. Không, lúc đó tôi rất là yếu ớt, không hề có chút võ nghệ nào cả. Chẳng lẽ lúc đó không có ai đến giúp anh sao? Không, và lại dù có muốn thì cũng không ai dám ra tay giúp. Bởi vì tụi nó là côn đồ có số có má ở đó, chuyên quậy phá người dân xung quanh đó, không có ai dám chống lại bọn chúng. Sau trận đòn đó, tôi đã được người dân gần đó dìu về nhà để chăm sóc. Và cô ấy đã kể cho tôi nghe về bọn côn đồ đó. Chắc là con ở nơi khác tới hả? Đừng có bao giờ mà chọc tới cái bọn côn đồ đó. Tụi nó hung dữ lắm, ở đây không ai dám làm gì tụi nó hết đó. Sau đó, tôi đã được khá nhiều người xung quanh đó tới thăm hỏi. Họ xem tôi như là người xóm của họ, và họ rất nhiệt tình giúp đỡ tôi. Và tôi đã gắn bó với họ kể từ dạo đó. Ây, à, ở trên đó kìa má. Và lúc đó, tôi cũng đã có một người bạn. Một người bạn đúng nghĩa, đó là con ruột của cô ấy. Con đang suy nghĩ chuyện gì à? Dạ, cũng mới vụ án thôi bà. Bà chưa ngủ hả? Chưa, mẹ con cũng vậy. Uống đi, mẹ con làm cho con đó. Mẹ lúc nào cũng vậy, như thể con là con nít. Nếu không muốn mẹ lo thì mau cưới vợ. Có vợ rồi, vợ con sẽ lo cho con thay mẹ. Lúc đó mẹ con sẽ an tâm hơn. Nếu con có lấy vợ thì vợ của con có thế nào cũng không lo cho con bằng mẹ đâu ba. Không, ba tin có một người con gái sẽ lo cho con hơn mẹ nữa. Dạ đúng. Chỉ tiếc là con có được may mắn đó trong mấy năm ngắn ngủi thôi. Thôi, đừng buồn nữa. Ba xin lỗi. Lý ra ba không nên nhắc những chuyện này. Chuyện truy lùng, cô gái sát thủ và bóng ma ra sao rồi? Ba muốn hỏi cô sát thủ nào? À, ba quên, cả hai là sát thủ kia mà. Thật ra thì con cũng có chút nghi vấn. Con đang tìm cách để làm sáng tỏ thêm. Ê, nghĩa, lấy cho tao miếng mồi mày. Ủa sao kỳ vậy? Tao ngồi xuống từ sáng tới giờ mà không câu được con cá nào vậy? Đưa đây em lấy mồi cho, đưa đây. Rồi. Không, tao có bên này. Ê Vinh. Gì? Chút nữa mà có dính cá, tao với mày đem lên bờ nướng ăn ha. Còn bây giờ á, mày ngồi đi. Nè, ổi ngoài dừa á, ngon lắm á. Mày có bên kia, tao có bên này. Rồi. Ê Vinh. Gì? Chừng nữa tao mày lớn lên á, tao mày thích làm nghề gì? Gì? Ủa giờ tao với mày chưa đủ lớn hả? Không, tao mày lớn chưa có hết đâu, tao mày còn lớn nữa. Tao thích đi biển, đánh bắt cá.
Tao thích cái gì lênh đênh trên biển lắm. Nhưng mà nghề đi biển cực lắm mày ơi. Tao nghe nói á, nghề đi biển là nghề cực nhất trong tất cả các nghề á. Tao cũng biết, nhưng mà tại tao thích như vậy. Nhớ lại á, tao bơi với lặn giỏi lắm, cho nên tao không bao giờ sợ rớt xuống biển. À, vậy thì mày giỏi hơn tao rồi đó, bởi vì tao không bơi giỏi bằng mày. Bởi vì tao thích làm trên bờ hơn. Nhưng mà biển đẹp vậy mày không thích là sao? À, tất nhiên là biển đẹp, nhưng mà đi biển nó cực, cho nên tao không thích. À. Nghĩa, Nghĩa. Dạ. Con đi mua cho má 1 ký đường với 1 lít dầu coi. Dạ, con lấy liền. Nè, mày ở đây câu một mình nha. Ừ. Tao đi mua đồ cho má tao, lát về nói chuyện tiếp. Ha. Nè, ê mày. Cẩn thận á. Dạ. Đi lẹ nha con, về má nấu đồ ăn. Dạ. Thằng Nghĩa nó làm sao? Thằng Nghĩa nó bị đánh ngoài chợ kìa. Hả? Thằng Nghĩa bị đánh hả? Tôi đã nhanh chân chạy ra và thấy Nghĩa đang bị bọn côn đồ dây đánh. Không nói gì, tôi liền lao vào tấn công tụi nó. Đấy, dừng lại! Rồi cô biết kết quả như thế nào không? Cả hai thằng tôi đều bị đưa vô trạm xá, còn tụi nó thì chỉ bị trầy sơ sơ thôi. Chắc là cô ngạc nhiên lắm đúng không? Đơn giản thôi mà, bọn chúng đông hơn và chúng dữ hơn. Với lại lúc đó tôi chưa có võ nghệ như bây giờ. Nhưng mà thật sự chính nhờ trận đòn như vậy mà tôi quyết tâm học võ, để mình được mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ hơn không phải là để đánh lại tụi nó, mà mạnh mẽ hơn là để bảo vệ cho bản thân mình và những người xung quanh. Rồi cô biết kết quả như thế nào không? Cả hai thằng tôi đều bị đưa vô trạm xá, còn tụi nó thì chỉ bị trầy sơ sơ thôi. Chắc là cô ngạc nhiên lắm đúng không? Đơn giản thôi mà, bọn chúng đông hơn và chúng dữ hơn. Với lại lúc đó tôi chưa có võ nghệ như bây giờ. Nhưng mà thật sự chính nhờ trận đòn như vậy mà tôi quyết tâm học võ, để mình được mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ hơn không phải là để đánh lại tụi nó, mà mạnh mẽ hơn là để bảo vệ cho bản thân mình và những người xung quanh. Sau đó tôi đã tìm gặp và đánh cho bọn côn đồ đó một trận. Quên rồi hả? Tao cảnh cáo tụi mày, nhớ mặt tao nghe. Tôi đã chiến thắng, tôi đã làm được những gì tôi quyết tâm, nhưng tôi đã không thực hiện được lời hứa của mình.
Nghĩa đã rời xa tôi mãi mãi. Tại sao? Nghĩa đã chết. Tại sao Nghĩa lại chết? Chẳng lẽ bị bọn côn đồ đó đánh hả? Không. Nghĩa đã nằm xuống nơi mà cậu ấy muốn đến, nơi mà cậu ấy muốn chinh phục. Đó là biển. Sau một cơn bão, chiếc ghe của Nghĩa đã bị nhấn chìm. Mãi mãi, Nghĩa đã nằm xuống dưới biển. Tôi đã hứa với Nghĩa là sẽ bảo vệ cho Nghĩa và những người thân xung quanh mình. Thế nhưng tôi đã không làm được điều đó. Tôi là một thằng tệ hại mà. Đó không phải là lỗi của anh. Nghĩa đã sống vì biển và đã chết cũng vì biển. Tôi nghĩ điều đó cũng không khiến anh ta phải đau khổ và hối hận nhiều đâu. Sau khi Nghĩa mất, mẹ của Nghĩa đã về quê với bà con, và tôi cũng rời khỏi chỗ đó. Tôi ra đi với một quyết tâm, sẽ phải làm điều gì đó cho những người nghèo xung quanh mình, những người đã từng giúp đỡ tôi trong những lúc khó khăn. Bây giờ tôi không biết phải làm gì đây, trong khi một cái nghề mà tôi cũng không có. Và tôi bắt đầu nghề ăn cướp là như vậy. Nhưng tôi không bao giờ cướp của những người làm ăn chân chính. Tôi chỉ cướp của bọn cướp hoặc bọn giang hồ. Và tất cả những gì tôi cướp được, tôi đều chia cho người nghèo. Tôi có một người cộng sự, nhưng anh ta không làm theo những lý tưởng ban đầu mà chúng tôi đã đặt ra. Và từ đó, chúng tôi đã đường ai nấy đi, không ai xâm phạm ai. Tôi chưa từng làm bất cứ một điều gì có lỗi với bản thân mình. Cô tin tôi chứ? Tôi tin anh. Anh làm cho tôi nhớ tới một người. Một người hứa sẽ bảo vệ tôi suốt đời. Nhưng anh ấy đã không thể làm được như vậy. Tôi cũng chưa bao giờ trách anh ấy. Tôi thấy chúng ta có những đồng cảm. Hy vọng điều đó sẽ làm cho chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Trời đã khuya rồi, cô đi ngủ sớm đi, rồi mai gặp lại. Anh nghe này Hữu. Alo, anh Vinh hả? Anh đọc thông tin trên mạng chưa? Hồi trưa nay có vụ đấu súng trong hẻm nhà anh, anh có biết không? Chuyện xảy ra từ hồi trưa mà bây giờ mới đưa tin, sao mạng chậm quá vậy? Đâu có anh, tại sáng giờ em đang bận, có đọc được tin tức nào đâu. Bây giờ rảnh rỗi đọc được nè. Anh à,
cái vụ này có liên quan tới anh không? Ừ, anh là một trong những người đấu súng đó. Còn bây giờ anh phải nhờ em một số chuyện đây. Dạ. Dạ, em hiểu rồi anh. Dạ được rồi, em sẽ qua đó liền. À, anh có cần em lấy gì không? À, không cần đâu Hữu. Em lo cho bé Hiền là anh yên tâm rồi. Nhưng em nhớ phải cẩn thận, cô ta là sát thủ chuyên nghiệp đó. Ừ, dạ, anh yên tâm đi. Để em lo cho bé Hiền cho. Anh cứ tạm thời đánh mặt một thời gian nha. Ừ, cảm ơn em nha. Dạ. Em đi đây. Ủa, em đi đâu vậy? Chị đem nước cam lên cho em nè. Ờ, dạ, em có việc phải đi gấp lắm. Chị cứ để nó đi, lát dậy muốn nha. Nè. Hai kẻ từng là đối thủ của nhau, bây giờ lại cùng nhau chạy trốn một sát thủ. Theo con, chuyện này phải lý giải như thế nào? Theo con thì chỉ có một người quan hệ với cả hai. Đó là ông Trùm David ở bên Mỹ. Đúng, ba cũng nghĩ như con. Ba sẽ nhờ Interpol hỗ trợ thông tin cho chúng ta về lão Trùm đó. Có thể nay mai sẽ có kết quả. Ngoài ra con có nghĩ ai khác không? Dạ có. Nhưng con nghĩ những cái khác chỉ quan tâm tới tên bóng ma và chiếc vali đó thôi. Bọn chúng không có lý do gì để xử Ellie hết. Có thể giữa Nhật Thiên và Ellie có mối quan hệ bí mật nào đó, mà kẻ sát thủ khử Nhật Thiên và khử cả Ellie để bịt đầu mối luôn. Dạ, con cũng đã từng nghĩ đến giả thiết này, nhưng con đã xác định lại cô gái sát thủ đó có thể là từ nước ngoài về Việt Nam. Nếu liên quan tới lão Trùm, chắc chắn người đó phải từ nước ngoài về. Chúng ta phải sớm có kế hoạch ngăn chặn những hành động tiếp theo của cô gái sát thủ đó. Nếu không, sẽ tiếp tục có nhiều người chết dưới tay nữ sát thủ. Ba, nếu chẳng may con phạm tội thì ba có bắt con trừng trị không? Hử? Sao con lại hỏi vậy? Dạ không có gì, con chỉ hỏi thử xem thôi. Nguyên tắc trong công việc con cũng đã nắm rõ. Tất cả vì chuyện công, không có chuyện tư. Nếu như con phạm tội, ba sẽ bắt con và để pháp luật trừng trị con. Con hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi ba. Tuyệt đối không để tình cảm riêng ảnh hưởng đến công việc chung. Dạ, con nhớ rồi. Ba yên tâm, con sẽ không bao giờ để tình cảm riêng ảnh hưởng đến công việc đâu. Ủa, em đi đâu vậy? À, em làm gì gần ở đây? Tiện đường ghé qua thăm chị với bé Hiền. Ủa, bé Hiền có nhà không chị? Ừ, rồi, đi đâu mất rồi? Chắc qua nhà hàng xóm chơi. Ờ, thôi vô nhà đi. Dạ. Vô đây ngồi đi rồi chị lấy nước cho uống. Dạ, thôi khỏi đi chị. Mà cũng được, em đang khát. Ờ. À, hả? Mà thôi khỏi đi chị. À, chị ngồi đi. Ờ thôi ngồi đi. Hôm nay em lạ lạ nha.
Chị Thu à. Hả? Chị cứ biết Hiền về nhà đi. Tại em thấy trời cũng tối rồi. Với lại lúc vừa rồi trước hẻm nhà mình có xảy ra chuyện đó chị. Em nói cũng phải. Để chị nhờ con bé hàng xóm kêu bé Hiền về. Tụi nó chơi với nhau, tụi nó biết con Hiền ở đâu. Chứ hổm rại trong xóm có nhiều chuyện ghê quá. Dạ. Chờ chị một chút nha. Chị nhận bé Hoa kêu bé Hiền về rồi. Đúng là chuyện vừa rồi á, chuyện xảy ra chị nghe kể sợ quá trời luôn. Ủa, cái vụ bắn nhau trước hẻm nhà mình đó hả chị? Ừ. Trời ơi, nghe nói họ bắn nhau dữ lắm. Cái tiệm của bà Tư á bị bắn đổ bể tùm lum hết à. Ờ mà nè, mà chị có biết cái vụ đó là sao không? Kể cho em nghe với. Chị có biết đâu. Chị nghe hàng xóm với bà Tư kể lại thôi. Bà Tư á, là người chứng kiến từ đầu đến cuối. Nhưng mà khổ một cái là con mắt của bà nó lem nhem. Bà thấy không có rõ. Nên bà kể cũng không có rõ lắm. Chị có biết á, là có một cô gái bắn với hai người nữa. Một thanh niên với một phụ nữ. Mấy người đó có phải thuộc xóm mình không chị? Không. Xóm này đâu có ai giang hồ dữ dằn vậy đâu. Ừ, chị nghe bà Tư bà kể đó nha. Cái cậu thanh niên mà trong cái vụ bắn súng đó đó, giống cậu Vinh nhà mình lắm đó. Nhưng mà bà Tư bà nói cái cậu đó có đeo kiếm. À, giống anh Vinh hả chị? Ừ. Không lẽ anh Vinh chuyển nghề bắn súng hả? Đúng là bà Tư mắt kém thiệt rồi. Thì bà nói vậy đó. Nhưng mà lúc công an mà tới hỏi á, thì bà khẳng định nó không phải là chú Vinh. Chú Vinh đâu phải là người như vậy đâu, đúng không? Chắc chắn rồi chị. Anh Vinh á, trói gà rồi còn chưa chặt nữa. Sao mà dám làm những chuyện như vậy? Chị. Hả? Mà chị còn nghe chuyện gì khác nữa không? Về những cô gái chẳng hạn. Trời đất ơi. Hôm nay thích nghe mấy chuyện mấy cô gái nữa hả? Biết yêu rồi phải không? À, dạ đâu có đâu chị. Tại vì em thấy chị kể hay quá. Cái gì đâu hai cô gái bắn súng với nhau. Em thấy như trong phim vậy đó. Nên em khoái nghe vậy thôi. Ừ, giống phim thiệt luôn á. Con gái gì mà cầm súng bắn qua bắn lại loạn xạ hết trơn à. Nhưng mà nghe nói mấy cô đó đẹp lắm á nha. Mà không ai biết mấy cô đó ở đâu hết á. Chắc nơi khác tới quá. Ờ, dạ chắc vậy á. Ừ. Em nghĩ là chắc họ có mối thù với nhau. Vô tình gặp nhau ở giữa đường rồi bắn nhau luôn. Chị à, nguy hiểm thiệt á. Ừ. Bây giờ mà ra đường á, em với chị á phải nhìn trước ngó sau đó nha. Ừ, phải vậy chứ. Trời ơi, giang hồ đâu cần biết mình là ai đâu. Rủi mà đạn lạc cái là mình chết không. Ờ, Hổ, chú Vinh á. Mẹ kêu con về hả mẹ? À, anh Hổ, em chào anh Hổ. Em mới ở nhà bạn chơi về hả? Dạ, em mới chơi bên nhà bạn em. Mẹ kêu con cái gì không mẹ? Thì mẹ thấy khuya quá rồi. Mẹ kêu con về cho hàng xóm người ta nghỉ ngơi. Có gì mai chơi tiếp nghe. Còn sớm mà mẹ. Không phải gì đâu. Tại anh tới chơi muốn gặp bé Hiền đó mà. Nên anh mới nhờ mẹ nhắn bé Hiền về. Để anh Hữu nói chuyện với bé Hiền chứ. Dạ bữa giờ em cũng thấy anh Hữu tới. Em tưởng anh Hữu không muốn chơi với em nữa chứ. Đâu có đâu. Ai mà không muốn chơi với một cô bé ngoan như bé Hiền chứ. Đúng không? Dạ đúng. À mà anh, bữa giờ em không thấy anh Vinh. Anh Vinh đi chụp hình hả anh Hổ? Ừ, anh Vinh đi chụp hình. Anh cũng sắp về thăm bé Hiền với lại cô Thu rồi đó. Chắc là anh sẽ có nhiều quà cho bé Hiền lắm đó. Em cũng thích quà của anh Vinh lắm. Nhưng em chỉ thích có anh Vinh ở bên cạnh em thôi à. Anh Vinh đi lâu quá à.
Em nhớ anh Vinh lắm. Bé Hiền, qua đây ngồi với anh nè. Dạ. Anh nói Hiền nghe nè, anh Vinh á, anh còn bận công việc, ảnh á cũng muốn ở bên bé Hiền lắm chứ. Nhưng mà bé Hiền phải vui lên, chứ cái mặt cứ như vậy á, anh Vinh á về sẽ không vui đâu. Bé Hiền hiểu không? Bây giờ á, em phải đón chào anh Vinh đi về bằng một nụ cười như vậy nè. Hiểu không? Dạ, em biết rồi. Em sẽ cười hoài, em sẽ cười như vậy nè. Trời ơi, cười gì mà thấy ghê vậy. Như vậy á, là nhát mà anh Vinh đó nha. À, mà dạo này á, anh nghe có nhiều vụ ồn ào lắm á nha. Nhất là cái vụ bắn súng trước hẻm nhà mình nè. Nguy hiểm lắm. Bé Hiền á, hạn chế ra ngoài nha. Dạ, em biết rồi. Đi học về, em chơi trong nhà không à. Lâu lâu em mới ra ngoài, nhảy dây với tụi bé qua. Còn chuyện này nữa, anh Vinh nhắn lại á, anh Vinh đi chụp hình ở xa. Nếu có ai gặp bé Hiền á, hỏi anh Vinh á, thì bé Hiền đừng có chỉ chỗ, hay là cho số điện thoại của anh Vinh nha. Anh Vinh sợ bị người ta làm phiền lắm đó. Dạ, hôm bữa anh Vinh cũng có dặn em rồi, em nhớ mà. Thì bây giờ anh dặn lại cho bé Hiền nhớ thôi. À, hồi sáng á, có cái cô kia đến hỏi anh Vinh đó anh Hữu. Alo, anh nghe nè Hữu. Anh Vinh ơi, cô ta tìm anh không phải với ý tốt đâu. Alo, anh Vinh có nghe em nói không? Alo, anh Vinh. Bé Hiền có kể gì thêm không? Dạ không anh. Em đã dặn bé Hiền lại những gì mà anh đã nói với em rồi. Ừ, cảm ơn em. Em nên cẩn thận nha. Dạ, em biết cách tự lo cho mình mà. Anh có cần em giúp gì không? Cảm ơn em. Tạm thời thì anh chưa cần đâu. Em nhớ bảo vệ cho bé Hiền và cả chính bản thân em là tốt rồi. Anh sẽ yên tâm hơn. Dạ, em sẽ cố gắng bảo vệ bé Hiền. Anh cũng cẩn thận nha. Cảnh sát hình như cũng đang truy lùng anh dữ lắm á. Anh biết rồi. Hữu à, cô gái mà truy sát anh với Ellie, cô ta là một sát thủ chuyên nghiệp đó. Anh nhắc nó cho em biết, em phải hết sức cẩn thận. Dạ, em hiểu rồi. Thôi, anh cẩn thận. Anh nghỉ ngơi đi nha. Vậy ha. Bye. Dạ, chào anh. Bé Hiền đã gặp Mina rồi à? Theo như những gì mà bé Hiền mô tả thì chính là cô ta. Vậy thì đúng rồi. Cô ta đã điều tra và biết được chuyện của anh, đã phục kích anh vào trưa nay. Tôi nghĩ bây giờ anh cần phải tăng cường cảnh giác và bảo vệ người thân của anh. Một khi Mina đã ra tay rồi thì không từ bất cứ ai đâu. Vậy theo cô làm cách nào để tránh gặp Mina? Không có cách nào khác hết. Chỉ có một cách, phải ra tay trước cô ta.
Ủa, anh ba tập thể dục hả anh ba? Ờ, tập dưỡng sinh cho nó khỏe thôi, ngồi hoài nó cũng mệt. Mày có hay tập thể dục không? Có chứ anh ba, em tập tạ 40-50 kg không à, mà ngày nào em cũng tập hết anh ba. Cho nên bây giờ cái bắp em á bự lắm á. Mày nâng cho cố đi, rồi lên đường cho nó sớm. Hồi xưa đó, mấy cha hoàng đế, mày thấy nó tập giống mày không? Mà có cha nào sống tới 50 tuổi đâu. Tại vì mấy ông đó tập không đúng cách anh. Còn em tập kỹ thuật đàng hoàng. Anh nói em mới nhớ, em càng ngày á em càng yếu anh ba. Chắc là do em nâng tạ nhiều quá. Mày hạn chế bớt đi, gái gú nhiều quá không có tốt đâu, vừa tốn tiền lại hại người thêm. Dạ em sẽ hạn chế. Em vừa đi thám thính theo lệnh của anh đó anh ba, kết quả chẳng được gì hết. Cái nhà hàng bốc ma đóng cửa kín mít nè. Chắc nó đã trốn sau vụ đấu súng đó. Cũng phải, nó bị truy lùng gắt gao quá mà. Hết công an rồi tới con nhỏ sát thủ, bây giờ lại thêm một đứa muốn lấy mạng của nó. Cái mạng thằng này cũng có giá đó chứ. Thế em nghĩ cái mạng của nó không đáng giá đâu anh ba, mà chính cái vali nó mới đáng giá đó anh. Chắc chắn rồi. Nếu không tao đâu có kêu mày tới nhà đâu để thám thính. Cái vali chắc nó chỉ giấu đâu đó ở trong nhà của nó thôi. Ellie, mời cô ra ngoài chúng ta ăn sáng. Ừ, cảm ơn anh. Tay cô còn đau không? Không, tôi thấy đã đỡ đau rồi. Cô ngồi đi. Cô ngồi đây, để tôi xuống nấu mì. Để tôi nấu cho. Tay cô còn đau, để tôi làm cho. Lần trước á, ở bên xác của thằng Thiên á, nó có cái vali giả. Chắc thằng bóng ma đưa cho thằng Nhật Thiên, nhưng bị đứa khác phát hiện và khử thằng Thiên. Chắc thằng đó cũng tưởng vali đó là vali thật đó anh ba. Không phải thằng mà là con. Mày không đọc báo hả? Dạ em xin lỗi. Chắc con nhỏ sát thủ đó cũng đang muốn tranh giành chiếc vali với anh em tụi mình đó anh ba. Tao nghĩ không chỉ mình con nhỏ sát thủ đó đâu, thằng Tài Ly và các băng nhóm khác cũng muốn cái vali đó lắm. $2 triệu cho đâu có ít đâu mày. Vậy mình phải nhanh tay chứ anh ba, không tụi nó nhào vô á phiền phức lắm á. Theo mày thì ai biết chỗ cất giấu cái vali đó? Dạ chắc chắn thằng bóng ma biết, mà em nghĩ chỉ một mình nó biết thôi. Vậy thì ai biết thằng bóng ma? Dạ thì em, anh với lại con nhỏ sát thủ đó. Cũng chưa hẳn. Có thể con nhỏ sát thủ đó chỉ định đi khử con nhỏ kia thôi, tình cờ thằng bóng ma đi cùng. Chưa chắc là con nhỏ sát thủ đó biết thằng bóng ma. Có chứ anh, nghe nói lúc bắn nhau á, con nhỏ sát thủ á có la lên là bóng ma. Vậy em nghĩ chắc chắn một điều, con nhỏ sát thủ và bóng ma phải quen biết nhau. Tao chỉ giả sử như vậy thôi. Tao nghĩ là khi nó biết thằng bóng ma chỉ có vài người thôi, nó không sợ nhiều thằng nhào vô giành cái vali.
quan trọng. Và bây giờ phải có kế hoạch để lấy lại cái vali đó. Đừng bao giờ để thất bại nữa. Dạ. Em cũng chưa biết cách nào nữa. Chẳng lẽ mình lại xài chiêu cũ hả anh ba? Bắt cóc con bé, kêu thằng bóng ma xuất hiện để trao đổi. Em nghĩ cách này cũng được anh ba. Con bé đó bị bắt một lần, chắc cũng được người nhà nó chăm sóc kỹ hơn rồi. Khó có lần thứ hai lắm. Chúng ta phải có một kế hoạch khác. Chỉ có bắt được thằng bóng ma để nó phải khai ra thôi. Nhưng bắt thằng bóng ma nó không dễ đâu anh. Bao nhiêu nhóm bắt nó có được đâu anh ba. Nguy hiểm lắm đó anh ba. Vì vậy ta mới kêu mày là phải lên kế hoạch. Một kế hoạch thật tỉ mỉ. Xin mời quý cô dùng bữa. Rồi, cầm đi. Anh cũng ga lăng quá ha. Tôi nghe đồn là đàn ông nước ngoài rất ga lăng với phụ nữ. Và hôm nay tôi sẽ chứng minh cho cô thấy đàn ông Việt Nam cũng không thua kém gì đâu. Đàn ông nước ngoài họ ga lăng, tốt bụng, bởi vì họ trân trọng phụ nữ. Cô nói vậy là đàn ông Việt Nam chúng tôi không tôn trọng phụ nữ hả? Không phải. Nhưng tôi nghe kể ở Việt Nam hay có những chuyện bạo hành phụ nữ. Ở Mỹ thì không có chuyện đó. Nếu như thấy có bạo hành thì chỉ cần một cú phone thì lập tức police sẽ có mặt và bảo vệ cho những người phụ nữ đó ngay. Không biết là ở Việt Nam có được như vậy hay không? Thực ra thì ở Việt Nam trước đây cũng có tình trạng tương tự xảy ra. Nhưng mà do tuyên truyền vận động á, cho nên cũng hạn chế đi rất nhiều. Xin lỗi anh, nếu tôi có vô ý nói gì không hay ha? Không có gì đâu. Nhưng mà tôi cảm thấy cô là một người rất là thú vị. Tuy cô là người Việt Nam, nhưng mà lớn lên và học được những cái hay của người nước ngoài. Và những lời thẳng thắn đó rất là thú vị. Ít nhất là đối với tôi. Để tôi giúp cô. Tôi quên nhắc cô, vết thương của cô chưa hồi phục, cho nên cô hạn chế vận động đi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi. Cô uống nước đi. Chúng ta sẽ ở đây đến bao giờ? Chẳng lẽ cứ trốn hoài vậy hả? Tôi cũng chưa biết nữa. Nhưng mà để coi tình hình sao rồi mình tính tiếp. Nhưng mà thời gian cũng không bao lâu đâu. Tôi nghĩ thay vì ngồi đợi và trốn như vậy, chi bằng chúng ta ra tay trước thì tốt hơn. Cô muốn khử Mina? Thì Ellie à, tôi đã nhắc cô bao nhiêu lần rồi. Và bây giờ tôi sẵn sàng nhắc cô thêm một lần nữa. Bàn tay của cô chưa vấy máu, vậy hãy để cho nó trong sạch như vậy. Nếu cô giết người một lần thì bản năng sát thủ trong cô sẽ tồn tại. Cô hiểu ý tôi nói chứ? Tôi hiểu, nhưng mà... Cô đừng như vậy. Mina là một sát thủ chuyên nghiệp, còn cô thì chưa. Đừng bao giờ biến mình giống như cô ta. Tôi hiểu rồi. Cô ăn mì đi. Anh Tài, em nghĩ là có cần thiết như vậy không anh? Biết đâu có kẻ nào đó gây ra chuyện này rồi đổ tội cho nó thì sao?
Để tôi, cậu lo mấy thằng em. Nhưng mà không cần phải lo. Thằng bóng ma từ trước tới giờ nó chỉ cướp bóc thôi, chưa nghe ai nói là nó giết người bao giờ. Chú còn binh vực cho nó nữa hả? Mà hình như có vẻ chú đang muốn binh vực cho bóng ma hả? Ủa, mày dậy hồi nào vậy Hoàng? Em dậy từ sớm rồi, đi uống cà phê với em nha. Ôi thôi, tao không quá thói quen uống cà phê buổi sáng. Ừ, cái này thì được. Mà sao mày đứng đây một mình buồn vậy? Xong rủ mấy anh em đi uống cà phê, ngắm em cho đã. Thôi để mấy anh em ngủ đi anh, tại ở chỗ lạ em ngủ không được. Anh cũng vậy hả? Tao thì quen lạ gì cũng làm tới á, chỉ là do tao dậy sớm thôi. Thôi tắm rửa đi rồi xuống ăn sáng. Anh Tài chờ kìa. Anh Hùng nè. Hả? Anh nghĩ ai đã chém anh Sơn? Tao cũng không biết nữa. Có thể là thằng nào đó có chuyện trước với anh Sơn, mà cũng có thể là tụi nó chém lầm. Chẳng biết được, anh Sơn cũng không biết. Nhưng mà tao nghe kể là anh Sơn có mối thù với thằng Ba Thăng. Ba Thăng hả? Là băng vừa rồi mình mới quậy đúng không? Ừ, nó đó. Cái này thì tao chỉ nghe kể lại thôi. Anh Sơn với Ba Thăng có vẻ căng thẳng lắm. Vì vậy có thể là Ba Thăng cho người khử anh Sơn đó. Vậy à? Cũng có thể là vậy. Nhưng em nghĩ là từ trước tới giờ băng của Ba Thăng với băng mình đâu có bao giờ đụng nhau đâu. Ừ, có làm ăn giống nhau đâu mà đụng. Nó thì chuyên cho dây nặng lãi, còn mình thì ma túy thuốc lắc. Nhưng mà cũng có thể có băng nào xích mích với anh Sơn. Ừ, có lẽ là băng nào đó có xích mích với anh Sơn từ trước. Còn Nhật Thiên, theo anh thì ai đã khử? Cái này thì tao càng không biết được. Nhật Thiên không phải là người của mình. Chuyện nó bị ai khử thì có mình nó biết thôi. Nhưng mà tao nghĩ là thằng bóng ma nó gây ra. Em nghĩ chắc là thằng bóng ma gây ra. Nó đụng tới băng mình nhiều rồi, đặc biệt nó hay đụng tới anh Sơn, anh Thiên. Chắc nó chém anh Sơn rồi khử anh Thiên luôn. Cũng có thể là như vậy. Chắc giữa nó và anh Sơn thâm thù với nhau dữ lắm. Nếu mà em gặp lại nó, em sẽ xử nó luôn. Không chỉ một mình mày muốn khử nó đâu. Băng mình thằng nào cũng muốn khử nó. Thôi tắm rửa đi rồi xuống ăn sáng. Anh xuống trước đi, em xuống sau. Ừ, tao xuống trước nha. Ừ. Nhưng mà tao nghe kể là anh Sơn có mối thù với thằng Ba Thăng. Tôi đây, Ellie đây. Tao biết, khỏi giới thiệu. Mày gọi tao làm gì? Muốn quay lại tổ chức hả? Không, mấy người đã loại tôi ra khỏi tổ chức, còn quay lại đó làm gì nữa? Tôi có chuyện muốn trao đổi với cô. Chuyện gì?
tôi và bóng ma sẽ trao lại chiếc vali cho cô. Đổi lại, cô không được truy lùng chúng tôi nữa. Sao tự nhiên mày lại muốn như vậy? Đơn giản, tôi không muốn trở thành một Nhật Thiên thứ hai. Tôi muốn bình yên. Mày sợ mày giống thằng Nhật Thiên? Như vậy tại sao mày lại phản bội tổ chức? Chính các người đã nghi ngờ, tự loại tôi ra khỏi tổ chức. Mày đã phản bội tổ chức trước, chính mày đã theo thằng bóng ma, mày còn chối hả? Anh Tài à, em có ý này muốn nói ra, anh coi coi được không? Chú nói đi. Em nghĩ là băng của mình nên hợp tác với băng của ba thằng để thêm đồng minh và truy lùng thằng bóng ma. Và chắc chắn thằng bóng ma cũng đã từng đụng độ với băng của ba thằng. Tại sao chú mày lại đưa ra ý kiến đó? Chú quên là chúng ta đã mấy lần quậy băng của tụi nó rồi sao? Dạ, em biết. Băng của chúng ta đã mấy lần quậy tụi nó, nhưng mà tụi nó đâu có biết là ai quậy. Đã không biết là ai quậy, chúng ta bắt tay và hợp tác thì tụi nó không nghi ngờ mình. Còn tại sao em kêu băng của mình hợp tác với băng của ba thằng là vì từ trước tới giờ em chưa từng nghe băng của mình đụng chạm với băng của ba thằng. Mà ba thằng nổi tiếng là tay giang hồ, chơi rất đẹp. Ai nói với mày là thằng ba thằng chơi đẹp? Dạ, em nghe đồn. Mày chỉ nghe đồn thôi mà dám nói nó chơi đẹp hả? Để tao nói cho mày biết, nó là thằng chơi điểu nhất trong giới giang hồ. Ai cũng biết điều đó, chỉ có một mình mày lơ mơ nên không biết thôi. Trước sau gì tao cũng sẽ xử nó. Chú lên lầu đi, anh nói chuyện với chú. Kiếm cái việc nào mày đào cho trọng trọng thêm để mày với vợ con mày nằm chung. Tôi không muốn tranh cãi với cô về chuyện đó nữa. Đúng, tôi không còn là người của tổ chức nữa. Tôi muốn được tự do. Tôi không muốn là con rối trong tay của ông chủ nữa. Bây giờ thì mày đã nói ra sự thật của lòng mày rồi đó. Uổng công cho ông chủ đã nuôi nấng đào tạo và dạy dỗ mày. Đồ phản bội. Cô ta không phải là người phản bội, mà chính các người đã phản bội cô ta trước. Mày là... Phải, tôi là bóng ma đây. Tôi có việc muốn trao đổi. Nếu các người không muốn thì thôi vậy. Ý của mày là đổi cái vali để lấy hai cái mạng chó của tụi mày hả? Đúng như vậy. Nếu như cô đồng ý thì tôi sẽ nhắn địa chỉ, tôi sẽ giao chiếc vali cho cô. Đổi lại, cô không được quấy rầy chúng tôi nữa. Được. Nếu nhận được cái vali, tao sẽ tha mạng cho tụi mày. Nhắn địa chỉ đi. Xin lỗi, tại vì tôi thấy cô nóng giận quá. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Bước kế tiếp sẽ gọi cho công an. Tôi nghĩ anh không nên dùng số điện thoại chính, như vậy sẽ rất nguy hiểm cho anh. Không sao đâu, tôi dùng sim khuyến mãi mà.
Alo. Alo. À, xin lỗi, cho tôi gặp phòng cảnh sát điều tra. Alo, phòng cảnh sát điều tra nghe đây. Tôi là Bóng Ma đây, tôi có việc muốn trình báo. Bóng Ma, anh cần trình báo chuyện gì? Khoảng 2 tiếng nữa tôi sẽ giao một chiếc vali cho một người ở ngay ngã ba gần nhà nghỉ Thành Phát, đường số 7, quận 12. Cô ta cũng chính là sát thủ đã khử Nhật Thiên. Canh cho người tới đó ngay. Gọi anh em tập trung lại. Dạ. Xong rồi, bây giờ sẽ nhắn tin cho cô ta. Chắc chú cũng biết anh kêu chú lên đây để nói chuyện gì. Dạ, là chuyện của anh Hải Sơn hồi nãy. Chuyện đó đó, anh định nhắc nhở chú, rồi sẵn tiện anh nhờ chú một chuyện. Dạ, em cũng muốn hỏi anh về chuyện của anh Hải Sơn. Em không biết là giữa anh Sơn với nhóm của Ba Thăng có chuyện gì, nhưng khi em nhắc tới nhóm Ba Thăng thì anh Sơn lại nổi khùng với em. Nó nổi khùng với em á thì cũng đúng thôi. Ai biểu chú chạm vào nỗi đau của nó. Có chuyện gì vậy em? Anh sẽ kể cho chú nghe, nhưng chú cũng nên giữ kín, đừng có kể lung tung. Nếu như vô tình thằng Sơn nó biết được, nó sẽ giận anh. Chú hiểu chứ? Nghe để biết mà tránh thôi. Dạ. Ellie. Hả? Liệu cô ta có tới không? Chắc chắn cô ta sẽ tới. Hết đó. Hình như không phải cô ta. Cô đã bị bắt. Có người nhờ tôi làm, tôi không biết gì hết. Xin mấy người đừng có bắt tôi. Theo tôi về điều tra thì mọi chuyện sẽ rõ. Đưa cô ta đi. Đây. Cô ta đúng là con cáo già. Nhưng nếu như vậy, chắc chắn là cô ta chỉ ở bên đây. Ellie. Hả? Có phải cô ta không? Đúng là cô ta rồi. Má, chơi tao hả? Sau vụ đó, Hải Sơn để về với anh. Nó giúp anh rất nhiều việc. Nhưng nói gì thì nói, Hải Sơn luôn căm thù thằng Ba Thăng. Bây giờ chú hiểu tất cả rồi chứ? Dạ,
Em hiểu rồi anh. Em đâu có biết chuyện đó đâu. Chút xíu nữa em sẽ đi xin lỗi anh Sơn. Ừ. Khi nào thấy hợp thì xin lỗi nó một tiếng. Đừng có để anh em trong băng với nhau, mâu thuẫn không hay. Dạ em biết rồi anh. Tại vì trước đó em không biết giữa anh Sơn và nhóm của ba Thang có xích mích. Nếu như biết, có cho tiền em cũng không dám nói. Ừ, anh hiểu chú mà. Tại vì chú vô băng của anh sao, cho nên không biết. Nhưng chuyện đó là chuyện nhỏ thôi. Còn một chuyện quan trọng hơn là chuyện này nè. Thằng Sơn chắc chắn luôn tìm cách chơi lại thằng ba Thang bất cứ lúc nào. Anh biết điều đó. Nhưng trước đây, anh chưa muốn gây chuyện với ba Thang. Anh đã có khuyên Hải Sơn bình tĩnh, kiềm chế lại. Nhưng có lẽ Hải Sơn đã hết chịu đựng nổi. Nó sẽ tấn công ba Thằng bất cứ lúc nào. Ủa mà sao kỳ vậy anh? Em không hiểu. Nếu như anh không ra lệnh thì làm sao anh Sơn dám làm được? Biết sao được. Nó như con ngựa bất kham. Nó muốn bung lúc nào thì bung thôi. Nhưng thật lòng mà nói, chỉ có chuyện này là anh không quản được nó. Có lẽ như mối hận thù của nó và ba Thằng quá lớn. Vì vậy anh mới nhờ tới chú. Chú hãy theo sát Hải Sơn giùm anh. Nếu Hải Sơn là mẫu thì chú cản lại. Theo sát anh Hải Sơn hả? Đúng vậy. Làm sao em làm được anh? Nếu mà lỡ như anh Sơn biết, chắc em tiêu luôn á. Yên tâm đi, không có gì đâu. Hải Sơn không phải là thằng lạnh lùng với anh em. Với lại có anh ở đây, chú sợ gì chứ? Nhưng cũng phải bí mật. Dạ. Tôi xin thề, tôi không biết gì cả. Tôi chỉ làm theo ý của chị kia thôi. Tôi xin thề. Chị bỏ tay xuống đi. Tôi hỏi chị lại lần nữa, chị nên thành thật khai báo. Dạ, tôi xin thành thật khai báo. Xin mọi người đừng bắt tôi. Tôi còn mẹ già, còn con mọn, còn gia đình của tôi, còn... Thôi được rồi. Lý lịch của chị chúng tôi sẽ hỏi sao. Chị đừng có kể lể nữa. Bây giờ chị hãy khai thật vì người phụ nữ đã sai chị đi. Dạ, tôi xin khai. Quá, trời Long Mi nhiều quá, trúng bánh rồi. Hên quá. Trời ơi, cái gì đây? Trời, một con chuột chết, ghê quá à. Đêm mai rồi, chắc ông bà muốn nhắn nhủ gì mình đây. Chắc chiều nay mình phải bao lô con chuột quá. Không biết là chuột cống hay là chuột nhắt. Nên bao lô con lớn hay là con nhỏ nữa. Chị ơi. Hả? Chị muốn kiếm tiền lắm phải không? Tôi sẽ giúp chị. Cô giúp tôi bằng cách nào? Chị không thấy rõ mặt cô ta à? Dạ không. Mặt cô ta đeo kiến đen. Giọng cô ta hơi khác khác, giống giọng Việt Kiều. Cô ta nhờ chị tới đó tìm cái vali à? Dạ đúng. Cô ta nói là tới đó tìm cho cô ta cái vali, rồi thưởng cho tôi 500 ngàn. Chị biết trong vali đó chứa gì chứ? Dạ không, tôi không biết. Tôi có hỏi mà cô ta không nói. Tôi cũng sợ trong đó có chứa ma túy nên... Không biết bên trong chứa gì mà chị cũng dám nhận. Chị cũng gan lắm đó.
Vậy cô ta có cho địa điểm hay hẹn gặp gì ở chỗ nào để giao chiếc vali không? Dạ có. Cô ta nói lấy xong chiếc vali đem tới công viên Gia Định, cô ta sẽ tới lấy. Ellie, bóng ma, tụi mày chơi tao hả? Không có dễ như vậy đâu. Ai đó? Dạ xin lỗi, tôi là phục vụ của khách sạn ạ. Hôm nay là kỷ niệm 10 năm của khách sạn thành lập, cho nên khách sạn có món quà muốn dành tặng cho quý khách ạ. Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Dạ, mong chị nhận cho. Món quà này là chính bếp trưởng của khách sạn nấu dành tặng cho quý khách. Với lại chị là khách nữ, cho nên sẽ nhận được món quà ưu tiên từ khách sạn ạ. Đợi tôi một chút. Alo, cho hỏi hôm nay có phải là kỷ niệm khách sạn và tôi được tặng một món gì đó đúng không? Dạ đúng rồi chị. Cảm ơn. Quà gì? Nó đây. Ellie, bóng ma, tụi mày muốn gì? Muốn cô đi theo tụi này, chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói. Mày mà cũng có tư cách nói chuyện với tao sao? Còn phản bội? Đừng nói nhiều, nên nhớ mày đang trong tay của tao. Làm phiền cô đi theo chúng tôi, chúng tôi muốn gặp cô một chút. Đừng nói nhiều, có gì á thì nói ở đây luôn đi. Muốn sống thì đi theo tụi tao. Còn bị cái câu đó phải để tao nói với mày mới đúng. Nói vậy đủ rồi, đừng làm mất thời gian nữa. Đi. Được, đi thì đi. Nó khóa cửa rồi. Alo, ra đi. Mina, khôn hồn thì mở cửa ra đi, không thì đừng có trách. Mina, đầu hàng đi, còn hết đường thoát rồi. Cô ta ra ngoài rồi. Em đi, cô ta kìa. Chìa khóa phòng của anh đây ạ. Ừ, cảm ơn em nha. Dạ. Dễ thương quá. Ây da, à, trời ơi, cái gì? Ây da, cái gì vậy? Chạy dân cướp vậy? Hả? Chạy đi. Ê, xin lỗi. Ủa, ây, vậy? Anh có sao không vậy? Anh nghĩ sao về lời khai của người phụ nữ này? Anh nghĩ cô ta đã khai thật
Nhìn nét mặt của cô ta, chắc cô ta không nói dối đâu. Em cũng nghĩ vậy. Vậy theo anh đoán, ai đã sai cô ta làm chuyện này? Chuyện chiếc vali chứng tỏ người gọi điện cung cấp thông tin cho chúng ta là thật. Anh nghĩ đó chính là bóng ma. Mà nếu là bóng ma thì kẻ đã sai người phụ nữ này có thể là cô gái sát thủ đó. Nghĩa là theo ý anh, tất cả đều là thật, chỉ có chiếc vali và người phụ nữ này là giả. Đúng vậy, chúng ta đã bị lừa. Anh Lâm, anh hãy bình tĩnh. Anh vẫn đang bình tĩnh đây. Nếu không thì cái đầu anh đã nổ tung rồi. Anh Lâm à, anh phải bình tĩnh. Có như vậy mới tìm ra giải pháp để hành động chứ. Anh đã đoán ra được chúng đang ở đâu rồi. Bây giờ anh phải tới khách sạn hay phòng trọ gần đó để kiểm tra mới được. Nhưng lúc nãy người của ta đã dây khu vực xung quanh đó, vẫn không phát hiện gì khả nghi mà. Vì lúc đó bọn chúng không hành động, cho nên không có gì khả nghi. Vậy bây giờ anh định làm gì? Em nghĩ nếu bọn họ theo dõi người phụ nữ này thì có lẽ bọn họ cũng đã bỏ đi khi thấy chúng ta bắt cô ta. Có thể vậy, nhưng anh vẫn tới kiểm tra lại. Kẻ đã thuê người phụ nữ này là một sát thủ nguy hiểm. Không biết cô ta có thể làm những chuyện gì nữa. Anh phải bảo vệ cô ấy. Cô ấy là ai? Chẳng lẽ... Anh không còn thời gian nữa. Anh phải đến đó. Anh sẽ giải thích cho em sau. Anh đi nghe. Cô ta nhanh thiệt đó, thoát mất rồi. Tôi và anh chia nhau đi tìm cô ta. Anh hướng này, tôi hướng kia. Ok, nhưng bắt sống cô ta. Nhiều chuyện quá, khẩn trương lên. Không là thoát mất, không tìm lại được đâu. Sẽ trả món nợ này với mày. Chú Sơn, hãy bình tĩnh lại đi. Anh Tài, tôi biết là chú đang giận thằng Ba Thăng lắm và chú muốn trả thù nó, nhưng mà chú cũng nên bình tĩnh lại. Đừng có nóng giận quá, hư bột hư đường hết. Có thể lúc nãy thằng Hoàng nó không biết nên nó buộc miệng nó bậy. Anh đã kêu nó lên nhắc nhở rồi. Nó mới vô, không biết, chú thông cảm cho nó. Em không trách gì nó, nhưng nó cũng là người trong giới giang hồ. Chẳng lẽ nó không biết tiếng của thằng Ba Thăng nó như thế nào? Tại sao nó còn nói vậy? Nó là thằng điểu giả mà. Chắc thằng Hoàng mới bước chân vào giới giang hồ nên nó chưa biết tiếng của thằng Ba Thăng thôi. Nếu như nó biết làm sao nó dám nói như vậy? Hay là chú vẫn còn nghi ngờ nó vụ trước? Nè, vụ đó chúng ta cũng đã thử nó rồi mà, chú cũng thấy rõ rồi. Em không quan tâm tới chuyện đó, nhưng cái thằng Ba Thăng trước sau gì em cũng phải trả món nợ mà nó đã gây ra cho em. Anh hiểu chứ, rồi nó sẽ phải trả giá thôi. Nhưng anh nghĩ thời điểm này thì không thích hợp.
chúng ta đang đối phó với thằng bóng ma. Giải quyết xong nó, ta tập trung vào Bá Thắng. Anh Tài à, em nghĩ là coi chừng mình đang đi sai hướng rồi đó anh. Em nghĩ là thằng bóng ma không làm chuyện đó đâu. Em cũng từng đối đầu với nó mấy lần. Em nghĩ nó không phải là thằng giết người. Tại sao chú lại nghĩ vậy? Không nói thì thằng nào vô đây chứ? Dạ, thật ra là em không có binh vực nó. Nhưng mà em chỉ sợ là mình đi sai đường thôi. Biết đâu trong mấy cái vụ này cũng có thằng Ba Thăng nhúng tay vào thì sao anh? Cũng có thể. Chiếc vali đó cũng hấp dẫn quá mà. Nhưng anh nói trước, chú không nên nóng giận như vậy. Nếu không chú sẽ làm ảnh hưởng đến băng nhóm chúng ta. Dạ em biết rồi. Alo, bà xã hả? Dạ. Anh đang ở đâu vậy? Em có chút chuyện, mình gặp nhau một chút nha. Anh về liền. Chắc không sao đâu, con nó bị nóng sốt thôi mà. Để anh về liền nha. Dạ, ra quán cũ nha anh. Chào em. Dạ, con em nó bị bệnh ở nhà, anh cho phép em về nhà với nó nha. Chú về nhà lo cho nó đi. Xong việc quay lại đây. Dạ, em xin phép anh. Anh nghe đây. Anh Lâm hả? Em có chuyện muốn báo cáo với anh đây. Chị sao? Ông ta giao cho em việc theo sát Hải Sơn, để khỏi làm hỏng chuyện của ông ta. Chị là ông ta có dễ tin tưởng em rồi đó. Nhưng mà em cũng phải nên cẩn thận nha. Dạ, em biết rồi. Nhưng em không thể nào theo dõi hắn 24/24 được. Mà hình như là Hải Sơn đang muốn hành động cái chuyện gì đó. Hải Sơn và Ba Thăng có mâu thuẫn với nhau từ trước, và Tài Lì chính như vậy mới cho em theo dõi Hải Sơn, sợ nó làm ẩu. Hải Sơn đâu rồi? Hải Sơn đi ra ngoài rồi. Hình như là hắn đi gặp ai đó thì phải. Được, anh sẽ giao cho chú việc này. Nhưng mà Dũng nè, nếu như vậy chú nên đề phòng, đừng để cho Hải Sơn làm càn, biết chưa? Dạ em biết rồi. Nhưng mà em chưa nghĩ ra cách phải làm thế nào. Nếu mà em theo dõi Hải Sơn như vậy, em sợ sẽ bị lộ. Anh có cách nào giúp em không? Đơn giản thôi, chú yên tâm. Còn mọi chuyện để anh lo cho. Dạ cảm ơn anh. Có gì anh giúp em chuyện đó. Anh biết rồi. Anh sẽ lên kế hoạch ngay. Dạ. Bye anh. Alo, ba hả? Ba đây. Dạ, ba cho người giúp con việc này. Ba sẽ cho người theo dõi ngay. Còn gì nữa không? Dạ không. Cảm ơn ba. Vậy con cứ tiếp tục công việc con đi. Chào con. Chào ba.